Hai, khổ tướng ở địa ngục cận biên. Mỗi một đại na lạc ca đều có bốn cửa ở nơi bốn bờ theo bốn phương tường sắt vây quanh. Ngoài mỗi cửa đều có bốn vườn. Một, vườn đường ôi cho nóng ngập tận đầu gối. Các hữu tình ở đó ra tìm nhà cửa đi tới nơi đây. Vừa đặt chân xuống da thịt gân cốt liền bị cháy rụi, nhấc chân lên lại mọc ra. Hai, vườn thỉ phân. Phân cứt là bùn, các hữu tình này tìm kiếm nhà cửa sau khi ở vườn trên ra rồi, dần dần đi tới ra xuống vườn này, đầu chân chìm lìm. Ở trong bùn lại có các giỏi bọ thân dài một thước, mỏ trắng đầu đen, xuyên vào trong da thịt, cắt gân phá xương, lấy tủy mà ăn. Ba, vườn phong nhẫn. Vườn này chia làm ba. A, đường quát nhẫn, có gươm sắc, đặt ngửa lưỡi lên để làm đường. Các hữu tình đó từ vườn trước ra đi tới nơi đây, vừa đặt chân xuống lập tức da thịt gân cốt đều bị tiêu nát, lúc nhấc chân lên lại lành như cũ. B, rừng kiếm diệp. Các hữu tình đó vừa ra khỏi đường trên đi tới chỗ bóng dợp của rừng đó, vừa mới ngồi xuống dưới bóng cây, gió nhẹ nhẹ bèn thổi, lá kiếm rụng xuống chặt đứt mọi chi tiết trên thân chúng, khiến chúng liền ngã lăn ra đất. Có chó đen tuyền nhảy sổ tới đớp vào lưng bụng chúng mà ăn thịt chúng. C, rừng thiết thích. Có rừng trong sát tua tủa giống như gai cây bổ kết. Các hữu tình đó sau khi ra khỏi rừng trước liền tới rừng này, vì bị chó cắn bèn trèo lên trên cây. Vừa lúc leo trèo liền bị các mũi trông nhọn đâm xuống, chúng muốn tụt xuống, miệng hướng lên trên lại bị trông đâm xuyên suốt cả người khắp mọi chi tiết. Lúc ấy liền có chim lớn mỏ sắt đến đậu ở trên đầu, trên cánh tay chúng, mổ móc mắt chúng ra mà ăn. 4. Vườn liệt hà. Có sông rộng lớn, nước cho sôi sục đầy ắp trong sông. Các hữu tình đó sau khi ra khỏi vườn trước tới xa xuống sông này, giống như đậu bị đè trong vạc lớn dùng lửa mạnh thiêu đốt mà ninh mà nấu, khiến chúng bị quay cuồng lặn ngục theo đà nước sôi. Hai bên bờ sông có các ngục tốt tay cầm gậy gộc thừng trão cùng với lưới to ngăn chặn cho các hữu tình đó ra khỏi sông này, hoặc dùng lưới vọt lưới vớt chúng đem lên đặt lên trên nền sắt nóng bỏng rộng lớn, lật ngửa chúng lên mà hỏi rằng: các ngươi ngày nay muốn gì? Chúng đáp: tôi nay chẳng còn biết gì hết, song bị đủ thứ đói khổ bức bách. Bấy giờ các ngục tốt đó liền lấy kìm sắt banh miệng chúng ra, rồi đem viên sắt nung đỏ nóng bỏng nhét vào miệng chúng. Các điều khác thì như đã nói. Nếu chúng đáp tôi nay khát khổ, thì ngục tốt liền lấy nước đồng nung chảy đổ vào mồm. Chúng bị khổ lâu dài, đến khi nghiệp hết thì mới được ra. Ba, khổ tướng ở địa ngục cô độc. Nơi chốn tuy nhỏ, nhưng các khổ cụ thảy đều đầy đủ. Tướng này đã được giảng kỹ trong kinh Diệu Cát Tường Vấn Đại Thái Lục Đậu Tử. 4. Khổ tướng ở Bát Hàn Địa Ngục. 1. Bào Na Lạc Ca. Hữu tình thụ sinh ở đây bị lạnh thấm vào, mọi chỗ trên người đều có rúm giống như phỏng nhọt. 2. Bào Liệt Na Lạc Ca. Giống như phỏng vỡ, máu mủ chảy ra, vết thương co rúm. 3. Yết Chết Cô. 4. Hách Hách Phàm. 5. Hổ Hổ Phàm. Hữu tình thụ tội ở ba ngục này, tiếng kêu khổ khác nhau cho nên đặt tên ngục theo các tiếng kêu ấy. 6. Thanh Liên Hoa Na Lạc Ca. Khổ vì bị giá rét cực độ, mọi chỗ trên người thảy đều xanh tím, da rẻ rách nứt tới 5-6 chỗ. 7. Hồng Liên Na Lạc Ca. Qua ngục Thanh Liên đó rồi thì da biến thành màu đỏ tía, rách nát thành 10 chỗ hoặc nhiều chỗ. 8. Đại Hồng Liên Na Lạc Ca. Thân chúng cực kỳ đỏ tía, da rẻ nứt toác hàng trăm chỗ hoặc nhiều hơn nữa. B. Quả tướng ở loài bàng sinh. Loài bàng sinh thì tàn hại nhau như kẻ gầy yếu bị bọn khỏe mạnh sát hại, phải chịu đủ mọi nỗi khổ vì chẳng được tự tại, bị kẻ khác xua đuổi, thường bị đánh đập, trở thành công cụ mưu sinh của người của trời. Do nhân duyên này mà phải chịu đủ mọi nỗi khổ não nặng nề. C. Quả tướng ở loài ngạ quỷ. Loài ngạ quỷ đại đẻ có 3 loại. 1. Do ngoài chướng ngại ẩm thực. 2. Do trong chướng ngại ẩm thực. 3. Ẩm thực không có chướng ngại. 1. Loại ngạ quỷ do ngoài chướng ngại ẩm thực.
Do cực kỳ bủn xỉn nên phải sinh trong loài quỷ, thường bị đói khát, da thịt huyết mạch thể đều khô đét giống như tro than, đầu tóc rối bù, mặt mày đen đủi, mồm miệng khô nẻ, thường dùng lưỡi liếm mặt, đói khát cuống cuồng chạy trọt khắp nơi. Đến suối ao nào thì cũng có các hữu tình khác tay cầm dao gậy và thừng vật xếp hàng canh giữ, chỏng cho xuống uống. Nếu cứ cố xuống uống thì liền thấy suối ao ấy biến thành máu mủ, tự mình chẳng muốn uống nữa. Như vậy thì gọi là do ngoài chướng ngại ẩm thực. Hai, loại ngạ quỷ do trong chướng ngại ẩm thực. Loại hữu tình đó hoặc họng nhỏ như cái kim, hoặc miệng như đuốc lửa, hoặc cổ nhỏ, bụng to. Do nhân duyên này mà dù được ăn uống không có chướng ngại gì khác, tự nhiên cũng chẳng thể ăn uống được. Do vậy mà gọi là loại do trong chướng ngại ẩm thực. Loại yết hầu nhỏ như kim đã nói ở trên đều thuộc loại này. 3. Loại ngạ quỷ ẩm thực không có chướng ngại. Loại ngạ quỷ gọi là mãnh diệp man. Loại này hay ăn uống thứ gì vào là đều bị thiêu đốt, do đó mà thường bị cực khổ vì đói khát. Lại có loại ngạ quỷ gọi là thực phân uế, ăn phân hôi, hoặc có một số ăn phân uống nước tiểu, hoặc lại có một số chỉ có thể ăn uống các thứ sinh thục su uế cực kỳ bẩn thỉu, dẫu được thứ thơm ngon cũng chẳng thể ăn, hoặc có một số tự cắt thịt mình mà ăn, dẫu được các thức ăn khác cũng chẳng thể ăn. Các loại như vậy thì gọi là loại ẩm thực không có chướng ngại. D. Quả tướng ở loài người. Trong loài người cũng có nhiều kẻ bị nỗi khổ này, có nghĩa là nỗi khổ của sự đói khát thiếu thốn vì từ nhỏ đã nghèo túng nên điều mong muốn chẳng thể đạt được. Khổ vì thiếu thốn, ăn uống kham khổ, nỗi khổ thiếu thốn khiến phải cầu cạnh khung núm trước người khác, bị chủ bức bách, thời tiết đổi thay, bị rét, bị nóng, trong cảnh đen tối, bị khổ sở, vì thiếu thốn gây chướng ngại khiến các sự nghiệp chúng làm đều bị phế bỏ. Nỗi khổ vì thiếu thốn còn khiến chúng bị biến hoại lão bệnh tử, khổ do các na lạc ca, ở đó chúng có chết là sướng, nên loại địa ngục đó chẳng đặt ra tên gọi là khổ. E. Quả tướng ở loài trời. Trong nẻo trời thì không có nỗi khổ bị cắt chân tay, mà có nỗi khổ bị chết, bị đọa. Như trong kinh nói, khi các thiên tử sắp mất thì có năm tướng thể hiện ra trước: 1. Quần áo bẩn thỉu. 2. Vòng hoa héo rũ. 3. Nách đổ mồ hôi. 4. Phân tiểu hôi thối. 5. Thiên và thiên tử chẳng thích chỗ mình ngồi. Bây giờ các thiên tử ấy nằm sấp giữa rừng, tất cả thái nữ cùng các thiên tử khác cùng nhau chơi đùa. Họ trông thấy thế rồi thì sinh ra nỗi khổ lớn vì lo lắng. Lại còn có nỗi khổ vì bị khinh miệt, sợ hãi. Lúc các thiên tử nhờ có phúc tụ to lớn và ngũ dục to lớn sinh ra, các thiên tử cũ bạc phúc khác nhìn thấy rồi thì phải chịu nỗi khổ lớn vì lo lắng. Nhưng điều nói trên là chung cho cả lục dục thiên. Hai trời dưới đó còn phải chịu nỗi khổ bị đẽo chặt, phá hoại, xua đuổi, tàn hại, do lúc cùng đánh đấm tranh giành với các phi thiên. Thiên cùng phi thiên chống đối lẫn nhau thì cầm bốn loại binh khí: bằng vàng, bằng bạc, bằng pha lê, bưu ly mà đánh nhau. Bây giờ thiên và phi thiên hoặc đứt chân tay, hoặc toạc mình mẩy, hoặc còn bị chết. Nếu thân bị thương, chân tay bị đứt thì lại lành như cũ, nếu đầu bị đứt thì chết ngay. Thiên và phi thiên có khi kẻ này thắng, có khi kẻ khác thắng, song phần nhiều là thiên thắng vì sức mạnh hơn. Song hai loại đó, nếu kẻ này bị kẻ kia thắng thì liền lùi vào cung của mình, đồng loại của nó chẳng hề an ủi, do nhân duyên đó mà trong lòng lo buồn. Nếu thiên đắc thắng thì liền vào cung của phi thiên để cướp đoạt con gái của nó, gây nên cảnh chiến tranh. Nếu phi thiên đắc thắng thì vào thiên cung để đòi bốn loại tô đà vị rồi sinh ra đánh nhau. Lại có loại thiên tử có sức mạnh, hễ nổi cơn tức giận là đuổi các thiên tử yếu thế ra khỏi cung của họ. Cho nên chư thiên phải chịu ba nỗi khổ: 1. Khổ bị chết, bị đọa. 2. Khổ bị lấn lướt, khinh miệt. 3. Khổ bị đẽo chặt, phá hoại, tàn hại, xua đuổi. Quả tướng của sắc giới, vô sắc giới. Trên đây là nỗi khổ của dục giới, còn ở sắc giới, vô sắc giới thì hữu tình không có các nỗi khổ ấy, vì các hữu tình đó chẳng phải là thụ khổ khí, song do thô trọng khổ, cho nên nói là họ khổ vì có phiền não, có định chướng, chẳng được tự tại về tử và trụ. Do ba cõi này đều có khổ cả cho nên chẳng thể ưa thích, chỉ có cõi vô lậu là mọi nỗi khổ thô trọng đều vĩnh viễn đoạn diệt, cho nên chỉ có cõi này là yêu thắng an lạc. Trên đây là quả tướng thọ lượng. 1.
thọ lượng của năm loài thuộc dục giới, người Thiện Bộ Châu thọ lượng chẳng nhất định. Người ở đó lấy 30 ngày đêm làm một tháng, 12 tháng làm một tuổi, có lúc thọ vô lượng tuổi gọi là thành hoại kiếp, hoặc ở một thời thọ 8 vạn tuổi gọi là trụ kiếp, thời sơ giảm, hoặc ở một thời thọ giảm nhanh dần, thậm chí tới 10 tuổi, thời ba tai dấy lên, người Đông Tỳ Đẻ Ha thọ tăng tới 250 tuổi, người Tây Củ Đà Ni thọ tăng tới 500 tuổi, người Bắc Câu Lưu Châu thọ tới 1.000 tuổi. Lại nữa, 50 năm ở cõi người là một ngày một đêm của chúng Thiên Tứ Thiên Vương, lấy số này làm tháng, lấy tháng này gom thành năm thì họ thọ 500 tuổi. 100 năm ở cõi người là một ngày đêm của Tam Thập Tam Thiên, lấy số này làm tháng, năm thọ mệnh 1.000 tuổi. Cứ như vậy cho tới tha hóa tự tại thiên, ngày đêm và tuổi thọ đều tăng gấp đôi trước. Thêm nữa, Tứ Thiên Vương chúng thiên đầy đủ 500 tuổi thì bằng một ngày đêm của đẳng hoạt Đại Na Lạc Ca, tức là lấy đó tích thành tháng năm thì tuổi thọ ở đó là 500 tuổi. Cứ như vậy, thọ lượng của Tam Thập Tam Thiên bằng thọ lượng ở địa ngục Hắc Thẳng, lấy thọ lượng của thời phân thiên làm thành thọ lượng của địa ngục chúng hợp, lấy thọ lượng của tri túc thiên làm thành thọ lượng của ngục hào khiếu, lấy thọ lượng của lạc biến hóa thiên làm thành thọ lượng của ngục đại hào khiếu, lấy thọ lượng của tha hóa tự tại thiên làm thành thọ lượng của ngục thiêu nhiên, thọ lượng của địa ngục cực thiêu nhiên bằng nửa trung kiếp, thọ lượng địa ngục vô gián bằng một trung kiếp, có nghĩa là từ 8 vạn giảm xuống 10 tuổi, lại từ 10 tuổi tăng lên 8 vạn tuổi thì gọi là một trung kiếp, đó là kiếp lượng của vô gián. Loài phi thiên thọ lượng bằng tam thập tam thiên, thọ lượng của các loài bàng sinh ngạ quỷ không nhất định. Thêm nữa, thọ lượng của bát hà địa ngục theo thứ tự tương ứng với từng địa ngục trong bát nhiệt địa ngục và bằng gần một nửa. Trong hai loại địa ngục cận biên và cô độc, thọ lượng không nhất định. Trên đây là nói về thọ lượng của năm loài thuộc dục giới, hai thọ lượng của sắc giới. Thọ lượng phạm chúng thiên bằng 20 trung kiếp là một kiếp, phạm phụ thiên thọ 40 trung kiếp là một kiếp, đại phạm thiên thọ 60 trung kiếp là một kiếp, thiểu quang thiên thọ 80 trung kiếp là hai kiếp. Các trời từ đây trở lên so với nhau tăng dần gấp đôi, chỉ trừ vô vân thiên, nên biết rằng trời đó thọ giảm 3 kiếp. 3. Thọ lượng của vô sắc giới. Không vô biên xứ thọ 2 vạn kiếp, thức vô biên xứ thọ 4 vạn kiếp, vô sở hữu xứ thọ 6 vạn kiếp, phi tưởng phi phi tưởng xứ thọ 8 vạn kiếp. Các loại nói trên trừ Bắc Câu Lư Châu, còn ở mọi chỗ đều có chuyện chết yểu giữa chừng. Dẫu hết thảy loài hóa sinh thân chết đều không có cặn bẩn, song người, quỷ và bàng sinh thời nay đều có thân cặn bã nhơ bẩn, trời và địa ngục mất cùng với ý thức, không có thân cặn bã nhơ bẩn. Kinh Chính Pháp Niệm vân vân nói rằng 136 địa ngục, đó là mỗi một trong số 8 đại địa ngục đều có 16 ngục cận biên tứ môn viết quán, tổng cộng có 128 chỗ. 8 x 16 bằng 128, cộng với 8 ngục căn bản thành ra 136 chỗ, chẳng kể ngục bát hàn và ngục cô độc, nếu tính cả số này thì địa ngục rất nhiều. Dù giả luận nói rằng dưới đây cách 32.000 do tuần có địa ngục đẳng hoạt, thế thì biết rõ dưới châu này có địa ngục. Tiểu thừa nói khác, nếu cứ theo như Kinh Chính Pháp Niệm thì dưới núi Tu Di có đại địa ngục. Trên đây là nói về thọ lượng, thân lượng. Một, thân lượng của dục giới. Người Thiện Bộ Châu thân lượng không nhất định, có lúc thì cao to, có lúc thì thấp bé. Nếu lấy theo độ dài cẳng tay của mỗi người làm đơn vị tính, thì chiều cao của người Châu này bằng 3 cẳng tay rưỡi. Người Ba Châu khác cũng cao bằng 3 cẳng tay rưỡi của họ, thân có khi cao lớn. Thân Tứ Thiên Vương Thiên bằng 1/4 của một Câu Lư Xá. Thân lượng Tam Thập Tam Thiên lại tăng thêm một túc. Một túc có nghĩa là một Câu Lư Xá chưa làm 4 phần, một nửa của phần ấy gọi là một túc. Một túc bằng 1/8 của Câu Lư Xá. Thân lượng Đế Thích bằng một nửa Câu Lư Xá. Thân lượng thời phân thiên cũng bằng một nửa Câu Lư Xá. Trên đây là thân lượng dục thiên, nên biết là dần dần đều tăng một túc. Hai, thân lượng của sắc giới. Phạm chúng thiên nửa du thiên na, phạm phụ thiên
một du thiện na, đại phạm thiên, một du thiện na rưỡi, thiểu quang thiên, hai du thiện na. Các trời từ đây trở lên dần tăng gấp bội, chỉ trừ vô vân thiên, nên biết rằng trời đó giảm ba du thiện na. Ba, thân lượng của vô sắc giới. Vô sắc thì vô hình, chẳng nói thân lượng, song luận lại nói rằng sắc vô sắc thiên, biến thân vạn ức cùng đứng trên đầu lông không lượng địa giới. Kinh Nhân Phường kể tới vô sắc giới chúng, Kinh A Hàm nói, vô sắc giới thiên, nước mắt như mưa phùn mùa xuân, đứng bên cạnh Phật, đó đều là hóa ra làm vậy, to nhỏ tùy lúc, chẳng phải là thân nghiệp quả. Còn trong đại địa ngục, thân lượng chẳng nhất định, hoặc gây tạo, hoặc tăng trưởng nghiệp bất thiện cực nặng, thì thân to lớn, ngoài ra thì chẳng thế. Hàn địa ngục chỉ có một thân lượng, cận biên, bảng sinh, ngạ quỷ cũng thế. Thân lượng của các phi thiên bằng tam thập tam thiên. Để nói căn bản phi thiên nếu tại châu này thì thân lượng nhỏ, không cố định. Dựa vào các yếu nghĩa tại phân biệt sơ qua về các loài. Còn mọi nghĩa khác cứ theo như lý mà suy thì sẽ biết. Giải thích kinh văn. Tiếng Phạm A Tỷ Trí. Đây gọi là vô gián. Du giả nói, vì ở đó phải thụ khổ liên tục không gián đoạn, lửa cháy không gián đoạn do báo kinh, nên phải thụ đủ một kiếp, một trung kiếp, mệnh cực tới kiếp đó hết thì lại sinh, cứ xoay vẩn như vậy tới vô số kiếp. Kinh Bát Nhã nói đó là do phỉ báng đại thừa. Phương này địa ngục tận thì sinh ở phương đông, cứ xoay vẩn như vậy khắp hết ngục ở mười phương. Mười phương địa ngục tận lại sinh ở trong ngục phương này. Cho nên ở đây nói là cứ xoay vẩn như vậy cho tới vô số kiếp, chẳng phải chỉ riêng trong ngục vô gián mà cũng còn đọa ở chốn khác, vì trong này chỉ nêu một chỗ nặng. Đây chỉ một nghiệp được đặt tên theo lúc sơ thụ, chỉ gọi tên là sinh báo. Tội nghiệp chung theo cả ba thừa gồm giết cha hại mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật đổ máu, phá hòa hợp tăng. Kinh tác giả Ni Kiện Tử nói đại thừa ngũ nghịch. Năm tội nghịch theo thuyết đại thừa gồm: một, phá hoại chùa tháp, thiêu đốt kinh tượng, dùng trộm tài vật của tam bảo; hai, phỉ báng tam thừa pháp, nói đó chẳng phải là thánh pháp, gây khó khăn chướng ngại, giấu giếm bừng bít; ba, đối với mọi người xuất gia, bất kể họ có giới hay không giới, giữ giới hay phá giới, đều đánh đập chửi mắng, kể lẻ lỗi lầm của họ, giam cầm họ trong lao ngục, hoặc lột cả xa của họ, bức bách họ hoàn tục, bắt họ siêu dịch, điều đi chỗ khác, làm đứt mệnh canh của họ. 4. Giết cha hại mẹ, làm thân Phật chảy máu, giết A-la-hán, phá hòa hợp tăng. 5. Khởi tà kiến lớn, phỉ báng, nói là không có nhân quả, vì trong đêm dài thường làm người nghiệp bất thiện, cho nên nay chẳng tin kinh này, vào ngục vô gián rồi thì cứ như vậy mà xoay vần tới vô số kiếp. Câu xáo luận nói, trong ngũ nghịch thì phá tăng là nặng nhất, nhất định phải thụ khổ báo một kiếp ở trong ngục vô gián. Nay vượt quá số ấy, nên nói là kiếp mãn hết lại sinh. Kinh văn, từ nơi địa ngục ra, tới nên chịu tội báo này. Tán giảng dưới là đoạn thứ hai, có 10 tụng rưỡi nói về thụ báo phải làm súc sinh, có 4 phần. 3 tụng rưỡi đầu nói về thụ báo phải làm con chó hoặc con dã can, giống con rúi. 2 tụng nói về thụ báo phải làm lạc đà, lừa. 2 tụng nói về thụ báo phải làm con dã can. 3 tụng nói về thụ báo làm thân con trăn. Đây là phần đầu. Chữ đọc là xúc, chỉ lục xúc, còn đọc là húc, nghĩa là nuôi dưỡng. Khi có nghĩa là tích tụ tụ tập thì có 2 cách đọc là húc và xúc. Này theo cách đọc là xúc. Theo đại thừa, một nghiệp có thể chiêu cảm nhiều quả. Này theo quả đầu lấy đó làm tên gọi là súc sinh, vì đều thuộc quả này cả. Kinh này nói, từ địa ngục ra sẽ đọa vào súc sinh, dưới cứ theo đó thì biết. Chữ đọc là khất, sách Tam Thương giải thích, đầu hói không có tóc, thông tục văn, thiết vận giải thích là hói chọc lóc, và nói và âm đọc giống chữ quật. Thêm nữa, khất xấu có nghĩa là da thịt khô đét, gầy đét. Vì dưới đã có chữ khô kiệt rồi nên giải thích theo cách trước, tức là hói thì hay hơn. Này chữ có khi đọc là ngật, lẽ phải viết là, nhưng chưa rõ âm là gì. Chữ đọc là lê, phương ngôn có câu mặt tựa lê bị cóng, có khi viết là. Ngọc Thiên nói đọc là lê, có nghĩa là đen, là già.
cũng chỉ màu lúng đúng, tên tuyển thì là chữ có hai âm. Một, đàm đồng âm với chữ, chỉ màu ngựa đen. Hai, còn đọc là thậm, tức màu tím đen như quả dâu chín, tang chi thậm. Nếu là màu xanh đen thì là chữ, đọc là yểm. Chữ đọc là nhiều, nghĩa nhìn não. Nếu là đùa cợt trêu chọc nhau thì là chữ nhiễu, còn nhiễu loạn thì là chữ náo. Ngọc Thiên nói chữ có khi viết và đọc như chữ nhiễu, nhưng vẫn có nghĩa là đùa cợt trêu ghẹo. Chó có 10 quả báo. Một, hói chọc. Hai, gầy gò. Ba, màu sắc đen đủi. Năm, bị trêu chọc. Sáu, bị người ghét bỏ rẻ rúng. Bảy, thường bị đói khát. Bốn, lở ghẻ. 8. Xương thịt khô kiệt. 9. Lúc sống thì bị đánh đập khổ sở. 10. Lúc chết thì bị ngói đá đè. Các ác quả này lẽ ra đều phải nói rõ nguyên nhân gây ra, nhưng sợ rườm rà nên thôi. Kinh văn: nếu sinh làm lạc đà tới mà bị tội như vậy. 8. Giảng hai tụng này nói về quả báo phải làm lạc đà, làm lừa. Đây có 4 quả: 1. Mang nặng. 2. Bị đánh đập. 3. Thèm ăn. 4. Vô tri. Chữ đọc là lạc cũng đều chỉ con lạc đà. Con vật này có chỗ gọi là lạc, có chỗ gọi là đà. Chữ lạc vốn chỉ có màu sắc của ngựa, nhưng chẳng phải nghĩa ở đây. Chữ đà viết là hoặc đều được. Kinh văn: có khi làm dã can tới, hoặc có lúc bị chết. 8. Rằng đây là nói về quả báo phải làm con dã can, con rúi. Có 4 quả: 1. Lở ghẻ. 2. Không có một mắt nào, cũng không có hai mắt, như kẻ chỉ tin tiểu thừa, chỉ vì chẳng tin đại thừa, cho nên không có một mắt nào. 3. Bị đánh, bị ném. 4. Tới mức bị chết. Kinh văn: từ đây vừa chết đi, tới mà bị tội như vậy. 8. Rằng đây là quả báo phải làm thân con trăn, có 5 quả. 1. Thân to. 2. Điếc. 3. Ngu si. Chữ đọc là ngãi, nghĩa là si. 4. Không có chân. 5. Bị bọ con ăn. Có bản nói là thân bị co cuộn. Chữ đọc là uyển. Này đây chỉ thân co cuộn, cho nên phải là chữ uyển. Có bản chép là cũng đọc là uyển. Theo sách Ngọc Thiên, uyển là lỗ nhỏ, bốn phía cao, chính giữa thấp thì gọi là uyển. Sách Thiên Vận giải thích là kéo cỏ cục xuống để tự che, vốn chẳng phải là dùng chữ trong từ uyển chuyển, bởi vậy phải là chữ uyển. Chữ theo Ngọc Thiên thì đọc là sáp. Lè nhạn ăn bằng miệng thì gọi là sáp. Nay đã vào miệng rồi thì nên dùng chữ táp. Thời xưa viết là chỉ chim ăn, tức là chữ sáp, trong từ sáp cháp, mổ ăn, mò ăn. Chữ đọc là sáp, chữ đọc là cháp. Theo Tự Lâm, chữ sáp trong từ sáp huyết, ngậm máu, bôi máu vào miệng để thè, cũng viết là. Kinh văn: nếu được sinh làm người tới không có chỗ nương tựa. 8. Rằng dưới đây là 10 tụng nói về kẻ ác bị quả báo, có 2 phần. 7. Tụng đầu có ác báo, 3 tụng sau không thiện quả. Trong phần đầu có 4 ý. 3 tụng đầu nói về hình dáng xấu xí, 1 tụng không chỗ nương nhờ, 2 tụng bạc phúc đức, 1 tụng bị tai bay vạ gió. Đây là ý đầu có 17 quả. 1. Đần độn. 2. Lùn. Chữ đọc là tòa, có nghĩa là lùn. 3. Xấu xí. Chữ đọc là lậu, nghĩa như là chữ xấu, đều có ý là xấu xí. 4. Tay co quắp. Chữ đọc là luyến, chỉ bệnh tay bị co quắp, lẽ ra phải viết chữ này, nhưng có chỗ lại viết là không đúng với nghĩa đâu. Chữ này vốn có nghĩa xích buộc chim ưng, để chim ưng đậu trên cánh tay thợ săn khi đi săn. Nay đã là bệnh thì nên viết là. 5. Quẻ chân. Chữ đọc là tích, tay khèo thì gọi là luyến, chân què thì gọi là tích. Có bản chép là chỉ bệnh ăn không tiêu là bệnh ở trong bụng, chẳng phải nghĩa là chân què. 6. Mù. 7. Điếc. 8. Lưng gù. Chữ đọc là ủ, chỉ lưng gù chẳng ưỡn thẳng được. 9. Người chẳng tin. 10. Miệng thối. 11. Quỷ ám. 12. Nghèo túng. 13. Thấp hèn. 14. Bị người khác sai khiến. 15. Lắm bệnh. 16. Gầy mòn. Chữ đọc là tiêu, tên bệnh khác, tức bệnh tiêu khát.
17 không nơi nương tựa, 18 gầy còm cũng có thể lập riêng gầy thành một mục, vì bệnh gầy còm khác với bệnh tiêu khác, như vậy thì thành 18. Trên đây một tụng về ý nghiệp quả, một tụng về ngữ nghiệp quả, một tụng về thân nghiệp quả, do ý đầu tên dẫn dắt mà thành ra quả báo là bị lùn xấu, vân vân.